Chào bà con nha. Hiện tại thì xe mình đang xuống bò để vô nhà của anh Quân thu tiếp bầy vịt 200 con. Anh nuôi đợt này là lần thứ hai. Vịt hôm nay là 76. Mình sẽ vô quay bầy vịt cho bà con xem. Vịt nay nhiêu ngày Quân? 75 ngày hả? Nay ngày 76 không? Để làm ngày xài thức ăn riêng tiếp không sao bên mình ha. 100% thức ăn luôn. Thì bà con nào nuôi giống với thức ăn bên mình thì sẽ hiểu mà còn ai không tin thì mình cũng không biết nói làm sao luôn. Bây giờ mình chỉ quay thực tế thôi. Bà con nào nuôi giống thức ăn bên mình thì sẽ biết, còn mà con nào chưa thì có thể tham khảo mà. Dạ thì mình đang bắt vô bò. Một cái bò về là máy mình đựng 7 con chống 4 con một bò ha. Mình bắt số lượng nhiều nên là vô bầy mình bắt một lần thôi. Một lần nữa xong rồi con phải bắt lắc nhắc. Dịch 75 ngày 2 tháng rưỡi. Dịch chim lai Pháp gắn cơ sở Sài Gòn. Mình giao giống ra thức ăn là thu lại được thịt luôn. Giờ là mình cân lên xe nha.